Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trong khi người dân đất nước Thái Lan vẫn đang đau buồn sau khi Đức Vua qua đời hôm 13 tháng 10 vừa qua, giới trẻ Thái Lan cũng đã có những cách riêng của mình để bày tỏ sự tiếc thương vị vua đã trị vì Thái Lan suốt 70 năm qua. Họ dùng hình xăm để bày tỏ sự tôn kính của mình đối với nhà vua Phumifol Adulzadeh. Hình xăm được giới trẻ lựa chọn nhiều nhất là số 9, tượng trưng cho nhà vua Phumifol Adulzadeh, hay vị vua thứ 9 của vương triều Rama cai trị tại Thái Lan. Ngoài ra, dòng chữ I was born in the reign of King Ramanai hay là tôi sinh ra dưới triều đại vua Rama thứ 9 cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Tại thành phố du lịch biển Pattaya, cửa hiệu Samskina Tattoo đã quyết định giảm phần nửa giá thành cho những khách hàng quyết định xăm hình xăm có liên quan tới nhà vua và vương triều Rama trong 3 ngày liên tiếp. Rất nhiều người dân đã dùng hình xăm để bày tỏ sự tiếc thương đối với nhà vua Phumifol Adulzadeh. Thái Lan sẽ để tang quốc vương một năm. Toàn bộ chương trình ca nhạc, quảng cáo trên TV cũng sẽ phải dừng phát sóng 30 ngày. Ngoài ra, người dân sẽ mặc trang phục đen hoặc trắng để tỏ lòng tôn kính với đức vua đã mất. Đức vua có tên thật là Phumifol Adulzadeh, sinh vào ngày 5 tháng 12 năm 1927. Vua đăng cơ vào ngày 9 tháng 6 năm 1946, lấy hiệu là vua Rama IX. Vua được xem là một trong những vị quân vương trị vì lâu nhất thế giới. Nhà vua được người dân Thái Lan rất nể phục và tôn sùng với hai phát minh vĩ đại giúp Thái Lan phát triển, tạo ra mưa nhân tạo để tránh hạn hán cho nền nông nghiệp, cũng như phát minh cho xe cộ chạy bằng khí ga. Chính những phát minh vĩ đại này, cộng với khả năng lãnh đạo đất nước tài tình, đã giúp ông trở thành vị vua được yêu mến tôn kính nhất tại Thái Lan. Không được mang tỏi và những vật dụng có hương tỏi, kể cả nước hoa. Đây là những quy định mà lâu đài Macaron Ca de Couleur tại vùng Capatian yêu cầu đối với những du khách đến đây trong dịp lễ Halloween. Được biết, vào ngày lễ Halloween, vào ngày 31 tháng 10 tới đây, hai người sẽ được ngủ trong những chiếc quan tài bằng nhung ở khu hầm mộ của tòa lâu đài và trải qua một đêm chỉ có một mình ở đây. Đây là chương trình khuyến mại của dịch vụ đặt phòng Airbnb dành cho các khách hàng của mình. Và hiện tại công ty này đang tổ chức cuộc thi để muốn tìm ra vị khách muốn có những trải nghiệm đáng nhớ trong dịp lễ Halloween năm nay. Theo công ty Airbnb, hai khách hàng thắng cuộc sẽ phải đi qua hai dãy hành lang tối của tòa lâu đài để tìm ra lối đi bí mật hướng tới phòng ăn lớn. Một bữa tối với nến sẽ được chuẩn bị theo cách truyền thống giống với miêu tả trong quyển tiểu thuyết kinh dị của Bram Stoker. Được biết năm 2006, chính phủ Romania đã trao lại tòa lâu đài này, vốn là một pháo đài thời Trung Cổ, cho những chủ nhân sở hữu chúng từ trước Thế chiến thứ hai, một cựu gia đình hoàng gia Habsburg. Nằm giữa những khu rừng, bên dưới chân đồi vùng Carpathian, tòa lâu đài hiện là một bảo tàng, là địa điểm thu hút du khách tại Romania. Mới đây, tuần lễ thời trang xuân hè Tokyo đã khai mạc với bộ sưu tập kimono mang hơi hướng tương lai của ngôi sao nhạc rock hàng đầu Nhật Bản, Yoshiki. Yoshi Kimono là thương hiệu kimono do ngôi sao nhạc rock Yoshiki sáng lập. Đến với tuần lễ thời trang năm nay, nhà thiết kế Yoshiki sẽ giới thiệu bộ sưu tập thiết kế kimono đầy màu sắc và những kiểu kimono biến tấu. Các người mẫu sải bước trên sàn catwalk trên nền nhạc piano do chính tay nhà thiết kế biểu diễn. Với bộ sưu tập này, nhà thiết kế Yoshiki đã kết hợp hai yếu tố truyền thống và hiện đại để tạo nên một bộ sưu tập kimono phá cách nhưng vẫn giữ được linh hồn của chiếc áo kimono truyền thống của xứ sở hoa anh đào. Nhà thiết kế sử dụng các chất liệu phi truyền thống như nhung và da trên nền chất liệu truyền thống, tạo nên một nét đẹp vừa truyền thống vừa hiện đại trong bối cảnh kimono đang lâm vào khủng hoảng. Những thiết kế kimono của anh được nhiều người đánh giá cao. Tuần lễ thời trang kimono hiện đã trở thành một trong những sự kiện thời trang lớn, quy tụ được nhiều nhà thiết kế trẻ từ nhiều nước khác nhau đến phô diễn tài năng của họ. Tuần lễ thời trang thu hút 50 nhà thiết kế của bộ sưu tập xuân hè 2017 với nhiều sàn diễn khác nhau diễn ra đến hết ngày 22 tháng 10. Vừa qua, đông đảo những người nuôi mèo đã tập trung tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản để hóa trang thành loài vật đáng yêu này cùng những con vật ngộ nghĩnh khác tham gia vào lễ hội diễu hành thường niên mang tên Bakeneko. Bakeneko có nghĩa là ba mèo, một hình tượng phổ biến trong văn hóa dân gian Nhật Bản được tổ chức tại thủ đô Tokyo trước thềm lễ hội Halloween. Hình tượng thường gặp trong lễ hội là chú mèo tại khu phố Kagunaza. Lễ hội còn có sự tham gia của một nhà văn với tác phẩm nổi tiếng là I am a cat, có nghĩa là tôi là một chú mèo. Ngoài ra lễ hội còn có những màn biểu diễn văn hóa dân gian đường phố. Đây là dịp những người yêu quý loài mèo và nghệ thuật hóa trang đường phố thỏa sức sáng tạo, hòa cùng không khí náo nức của lễ diễu hành.
Tất cả mọi người đều tham gia lễ hội, chủ yếu là những người yêu thích mèo. Trên thực tế, hầu hết những người Nhật Bản đều yêu thích loài mèo, đặc biệt là những hình tượng mèo may mắn, Hello Kitty hay cà phê mèo. Người dân Nhật Bản dành tình cảm yêu quý cho những chú mèo bị bỏ rơi trên đường phố. Vào ngày 1 tháng 11 tới đây, tay bơi người Anh Ben Hopper sẽ bắt đầu hành trình vượt Đại Tây Dương, khởi hành từ thủ đô Dakar của Senegal và hướng về bờ biển Natal của Brazil trên lộ trình khoảng 3.200 km. Nếu thành công, Hopper sẽ ghi tên vào danh sách kỷ lục Guinness với danh hiệu người đầu tiên bơi hết hành trình qua Đại Tây Dương. Trong hành trình này, Hopper sẽ đi qua vùng cá mập và sứa sinh sống, có nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ C. Anh có thể đốt cháy 12.000 calo trong một ngày. Sử dụng lối bơi tự do, Hopper có kế hoạch bơi khoảng 10 km mỗi ngày qua hai chặng để giảm thiểu nguy cơ chấn thương. Bởi vì tôi phải thực hiện hành trình này trong vòng 120 ngày đến 150 ngày, nên chúng tôi cần phải cố gắng để giảm thiểu rủi ro. Ben Hopper sẽ trải qua đêm trên một chiếc thuyền hộ tống. Tuy nhiên, đường đi của những con thuyền này được tính toán để trừ đi đoạn đường Hopper cần bơi để đạt được kỷ lục. Học hỏi và đạt được những gì mình mong muốn là điều tôi đang làm. Tôi sẽ cố gắng đạt được điều đó. Nếu có trở ngại, năm tới chúng tôi sẽ làm tiếp. Trên hết, anh hy vọng đây là nguồn cảm hứng cho những người khác nhằm quyên tiền cho những hoạt động từ thiện. Một nhóm những người nghiên cứu sẽ tham gia từ đầu đến cuối cuộc hành trình này để viết sách nếu như Hopper hoàn thành chuyến đi này. Những ngày qua thì dư luận đang xôn xao khi một người nông dân Trà Vinh đã may mắn trúng xổ số Vietlott với giá trị giải thưởng lên tới 92 tỷ đồng. Đây là một mô hình xổ số có tiếng tại Mỹ và nay khi có người may mắn trúng giải tại Việt Nam, hình thức xổ số này bỗng dưng được quan tâm đặc biệt. Tại sao hình thức xổ số này lại thu hút người chơi tại Mỹ sẽ là một câu hỏi được tìm kiếm khá nhiều. Lý giải cho điều này thì tại Mỹ có rất nhiều giải xổ số khác nhau. Tuy nhiên, có hai giải xổ số liên bang lớn nhất được đặc biệt chú ý là Mega Million và Powerball với số tiền thưởng lên tới hàng trăm triệu đô. Với cơ cấu giải thưởng được trúng rất cao và do nguyên tắc tích lũy, giải không trúng sẽ dồn cho lần sau, nên hai giải xổ số này rất hấp dẫn người chơi vì sự hứa hẹn đổi đời của nó. Người chơi Mega Million mua một vé 2,5 đô la. Nếu sở hữu 5 con số trùng với 5 con số trúng thưởng của các dãy số thường, không cần theo thứ tự, và có thêm con số Megaball trùng với con số Megaball của đợt quay số, sẽ trở thành người chiến thắng giải độc đắc Jackpot. Powerball US cũng là loại hình xổ số Lotto liên bang nổi tiếng vì giải thưởng vào hàng cao nhất thế giới. Với giá vé 2 đô la Mỹ, người chơi được lựa chọn cho mình 5 cặp số từ 01 đến 69, tương đương với 5 quả bóng trắng khi quay số, và một số đặc biệt từ 01 đến 26, tương ứng với một quả bóng đỏ. Giải độc đắc bắt buộc phải trúng cả 6 cặp số. Theo ước tính, người chơi phải mua 258.900 vé Mega Million, còn xác suất trúng độc đắc Powerball cũng không tưởng với tỷ lệ 1 trên 292 triệu vé. Tuy nhiên, xác suất trúng giải cực thấp cũng không làm giảm sức hấp dẫn của trò chơi may rủi này. Nếu trúng độc đắc, tôi sẽ mở một doanh nghiệp riêng, làm từ thiện cho những người nghèo khổ và bệnh nhân ung thư, tặng quà gia đình và bạn bè. Tôi không hay chơi xổ số, nhưng giải thưởng lên tới nửa tỷ đô nên tôi muốn thử vận may của mình. Tôi dự định sẽ nghỉ hưu sau 2 năm nữa, nhưng nếu trúng xổ số, tôi sẽ nghỉ hưu luôn. Trong lần quay số ngày 30 tháng 3 năm 2012, giải độc đắc lớn nhất của Mega Million có giải thưởng trị giá tới 656 triệu đô la Mỹ. Gần đây nhất, giải thưởng xổ số Mega Million trị giá 540 triệu đô la cũng tìm ra được chủ nhân vào đợt quay số diễn ra vào tối ngày 8 tháng 7 năm 2016. Hồi đầu năm nay, cả nước Mỹ sôi sục với giải độc đắc trị giá tới 1,6 tỷ đô của giải Powerball US sau 18 lần quay liên tiếp không có người trúng độc đắc. Đây là con số lớn nhất trong lịch sử 24 năm của giải xổ số được tổ chức tại 44 bang của quốc gia này. Ba tấm vé may mắn trúng giải được công bố tại các bang California, Tennessee và Florida. Sau khi trúng số độc đắc, người trúng giải có hai lựa chọn: nhận thưởng một lần duy nhất bằng tiền mặt, tương đương 62% số tiền treo thưởng, hoặc lấy đủ số tiền treo thưởng trong 30 lần trả trong 30 năm. Ngoài ra, theo luật pháp Mỹ, những người trúng độc đắc sẽ phải chịu hai loại thuế, đó là thuế liên bang và thuế từng bang. Và đến đây thì chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.